À, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem về cái gỗ đồ chơi tuổi thơ của mình đó các bạn. Thì này chắc cũng lâu rồi, cũng mười mấy năm. Xưa mình đi học từ tiểu học cấp 2, cấp 3 kia các bạn, để dành tiền để mà mua là những đồ chơi Trung Quốc hồi xưa này. Thì nhiều lắm, như mình nhớ cũng 3 thùng á. Mà nó mất hết các bạn ơi, dọn nhà là kia mất. Thì mẹ mình bả bà dọn nhà, bà gom đựng thùng này nè, rồi bà đem ra hơi nhói rồi bà đi rửa các bạn, rửa xong rồi để vô gỗ đem được phơi nắng rồi mình mới đem vô các bạn. Tất cả như là chị Trung Bắc hồi xưa thôi. Đây có cái này là mới nhất, cái này là do Google trái cây là mình mua sau này thôi. Đây con này là Google trái cây các bạn. Đó. Lâu lắm rồi các bạn ơi. Nhìn thấy nhớ tuổi thơ ghê luôn này. Xúc càng hả à. Này mua nó ra luôn này. Này như là con thơm giác đấu sao này. Gãy hết trơn. Cái này mình mua bộ quên đây siêu mình thú rồi. Trung Quốc luôn này. Mình mua một bộ này như hồi đó là một trăm mấy á, quá lâu. Ngô với cây nha các bạn, dọn nhà mắc muốn hết rồi các bạn, còn chỉ còn có bao nhiêu đây thôi. Xưa mình mua cũng nhiều lắm. Cái con này là như là con ngựa các bạn, kỵ mã đây. Có Pokemon nữa các bạn, Pokemon Gumball bắn bi rồi nè, con voi nè. Đây. Bạn. Cũng nghe hết trơn rồi.